Trời ơi, gì y tá mà giờ này mới xuất hiện rồi trời. Chị sao rồi? Thay đồ hết chưa? Thay hết, nằm nãy giờ không thấy hả? Rồi sao bác sĩ đâu rồi? Cô y tá mà sao cô làm ăn chậm chạp quá à? Kêu ta, kêu bác sĩ vô khám cho tôi lẹ đi, tôi không có thời gian đâu. Các bác sĩ đang hội chuẩn, sẽ lại kiểm tra cho chị liền, chị yên tâm. Chị đợi tí nha. Trời, vậy lẹ đi, lát tôi cho tiền. Y tá gì đâu mà trời, chậm chạp thấy sợ. Yeah.